Ok, xin chào tất cả anh em lại channel Thiếu Dương TV của mình nhá. Ngày hôm nay thì tiếp tục đến với con hàng yên tâm GD C5 này anh em ạ. Con hàng mà trước khi mình có làm clip sâu cho anh em xem rồi đấy. Ngày hôm nay thì con hàng này thì cho anh em này chưa biết thì thực sự con hàng này thì mình do mình up level mà lỡ khách ấy, nó lên level mất đấy, mình quên không bật giữ level ấy. Cho nên mình sẽ mua lại đây. Bây giờ con hàng này thì mình vẫn chưa bán được. Vẫn thường ai phải mua cơ. Ok thì hôm nay thì mình sẽ đập đồ 15 con hàng này cho anh em xem. Thì video này thì nó hơi bị giật, hơi bị lag anh em ạ. Thôi anh em cái xe tạo này đây. Thì video này thì được một người bạn gửi cho mình. Mình chỉ bình luận lại thôi. Mình chỉ bình luận lại thôi anh em ạ. Bởi vì là video này thì thằng bạn kia nó gửi thì nó chưa bình luận. Thì mình sẽ bình luận lại, đăng lại cho anh em xem. Thì nó có sẵn một giường đa tám rồi đấy, bây giờ lại đang đi nhặt một ít đá, chắc là về mua đồ đây. Thì con hàng này thì level 72, nhưng mà thực sự thì anh em thấy thì cái level 72 với level 70 mình thấy cũng chả khác gì nhau đâu. Là nhiệm vụ bí ẩn đấy. Ok thì đang đi dạo quanh một vòng mình sẽ phân ăn cho anh em xem. Con năm thì cũng khá là ít người chơi anh em ạ. Con năm này thì trâu rồi, rất là trâu rồi. Đây là đang tự sát đây anh em ạ. Em mình chỉ là tao đây, đồ con thằng này này, anh em xem đây. Vẫn là full 14 mới được một đồ 15 anh em nhé. Đây đang tháo đồ để Linh nó bắn dễ chết đây anh em ạ. Đấy, là thú nó bắn chết để về nhà đây. Đấy, đây là phiên bản gốc mà không tự sát được. Con hàng này thì nó up biên mát số 8 thì một ngày được tầm khoảng gần 20 triệu anh em ạ. Tầm đấy, up biên mát số 8 nhá. Một ngày được khoảng tầm 20 triệu đấy. Thế nên anh em mua về mà up biên để thăng đồ ấy thì nó cũng thoải mái thôi. Nó cũng không có gì khác level 70 cả. Bởi vì level 70 thì anh em để đi chiến trường ấy. Nhưng mà bây giờ thực sự thì cũng anh em cũng biết rằng chả ra đi chiến trường đâu, nên là 70 72 là cũng không khác nhau đâu. Mà mình biết là nó không khác nhau, nhưng mà tâm lý của anh em ấy thì level 70 thì nó vẫn hay hơn level 72, thì ok mình chấp nhận. Cho nên là mình sẽ chấp nhận bán rẻ cái nick này cho anh em. Đấy, rất là rẻ đâu. Bởi con hàng này nếu như level 70 ấy thì nó không có giá là dưới 1 triệu 7 đâu anh em ạ. Không bao giờ có giá dưới 1 triệu 7 đâu, mình cam đoan với anh em luôn. Bởi vì là tổng đó, nó có 4 đồ tinh luyện 9 mà. Đồ gần như là toàn là đồ mắc chỉ số thôi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ mua đồ. Đây, có cái nhẫn kia là nhẫn mắc chỉ số đấy anh em ạ. Cái nhẫn nó mắc chỉ số đấy. Đây, bây giờ nó ra này thì mình nghĩ là farm được vài đồ đấy, vài đồ 15 đấy, nếu nó hên đấy. Thì nó hơi bị giật một chút, anh em xem thông cảm. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Thì kênh của mình thì cũng đã đạt một ca sắp rồi, thì không làm mình giải nhưng mình sẽ làm vần cho anh em đấy. Thì trong thời gian qua thì mình cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ những cái dịch vụ bên mình, hay là đăng ký kênh xem những cái video ủng hộ mình đấy, rất vui được phục vụ anh em. Thì sắp tới thì mình sẽ có nhiều thời gian là rảnh hơn, thì mình sẽ làm nhiều video hay anh em xem nhá. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình đi, cảm ơn anh em. Anh em thấy video là hay thì anh em cũng ấn nút like ủng hộ mình, là anh em sử dụng những cái dịch vụ bên mình ấy. Bên mình hiện tại thì bán giao dịch trung gian này, bán xu này, hay là ốc thuê. Anh em nào mà cần thì liên hệ với mình. Mình sẽ để link Facebook ở phía dưới phần mô tả nhá, là số điện thoại nhá. Anh em nào cần thì liên hệ với mình. Anh em cần mua nick là cần gì thì của anh em cũng liên hệ với mình. Hiện tại thì mình đang cần rất là nhiều nick, từ VIP đến cùi có hết anh em ạ. Nick 100k, 200k, 500k, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu có hết. Nick nào cũng có anh em ạ. Anh em nào mà muốn mua thì liên hệ với mình. Thì mình đa số nick là server 4 thôi anh em ạ. Đây có cái nick này là server 5. Nick này thì mình đã bán là 1 triệu rưỡi anh em nhá. Anh em nào mà muốn mua thì liên hệ với mình, mình sẽ thích cho anh em. Đấy. Thế này thì bây giờ thì mình nghĩ là
Đấy, anh em xem kỹ lại toàn đồ tất nhiên theo level nhá, bởi vì nó mới lên level 72 thì cũng chưa kịp chuyển hóa được hai đồ kia. Nhưng sao cả thì đồ này là toàn đồ max chỉ số thôi anh em ạ. Để bắt đầu sang rồi anh em ơi. Nó hơi bị giật giật một chút thì anh em xem thông cảm nhá. Bởi vì là đây là cái video mà mình chỉ bình luận lại thôi chứ không phải là mình quay. Video này không phải là mình quay nhá. Chỉ bình luận lại cho anh em xem thôi, bởi vì là thằng bạn mình nó gửi cho mình cái video này thì mình quay lên đăng cho anh em xem cho đỡ chán không. Anh em nào xem thì hay thì like hộ mình. Anh em không thấy hay thì anh em cũng góp ý phía bên dưới cũng được, ok không sao cả. Nghĩa là anh em luôn theo dõi đồng hành mình là được. Mình vừa tới thì mình có lẽ là vẫn tiếp tục ưu tiên món hàng này rồi sau đó anh em xem thôi. Nếu như là mình chưa bán được muộn mình mà bán được thì anh em nào muốn mua thì liên hệ với mình. Giá của em ấy là 1,5 triệu ATM nhé anh em nhé. ALL ví luôn, anh em mua ví cũng được. Anh em muốn mua thì liên hệ với mình sẽ fix cho anh em giá đảm bảo ok luôn, đẹp luôn. Anh em chơi về mua cái con này chơi thì về ưu viên là đồ thì yên tâm rồi, một ngày tầm 20 triệu yên thì anh em đập đồ thoải mái luôn. Thì thực sự đi mình khi mà xem lại cái cảnh mà mua đồ như này mình cũng không thích lắm, nên là mình cũng mình mà, nếu như mà mình mà làm clip thì có lẽ là mình không mồi đâu. Mình sẽ làm clip fan nó như là thoải mái, anh em là free shot luôn. Đấy, bộ đá, bộ điếc, các thứ là quật luôn, không có nhiều. Fan thực sự sẽ chơi luôn. Còn đây là thằng bạn mình nó fan thì cho anh em xem thấy, anh em nào thấy xem được thì xem, không xem thì thôi. Mình cũng nói chung là anh em theo dõi mình là được. Hay thì anh em để lại cho mình một like, không hay thì anh em đi like cũng được, không sao cả. Nhưng là anh em cứ để lại ý kiến của mình thoải mái. Hiện tại thì mình đang up thuê ALL server anh em nhá. Anh em nào mà muốn up thuê thì liên hệ với mình. Đấy, mình đang up là 50k cạc thì mình up được 30 ngày anh em nhá. Có hỗ trợ giữ level các kiểu, anh em chỉ cần việc vào PK các thứ thôi. Anh em nào quên PK thì nó cũng lên 90% thì nó cũng tự hợp thôi. Còn cái nick này thì mình quên bật giữ level thì nó ra thế đấy anh em ạ. Thế như là mình là người có lỗi thì mình phải chịu thôi. Nên mình phải chịu lỗ về cái nick này thôi. Nick này thì mình thực sự là mình mua về là 1,650,000 đấy anh em ạ. Không sai một đồng nào hết luôn. Đúng là 1,650,000 đấy. Con thằng này là chùm thế là bảng seven 5 nhá, tố 1 đấy, con thằng là tố 1 đấy. Thì nếu thực sự mà làm video ấy mà mình phang ít đồ ấy, thì mình mồi thì nó được cái video nó dài hơn thì nó cũng bớt nhàm đi. Còn nếu như thực sự là mình mà đập theo cái kiểu là cứ cho vào là đập ấy thì phải đập nhiều, phải đầu tư nhiều đấy, thì video nó sẽ được dài, nó mới được có cái độ hay được. Còn bây giờ thì anh em mua đồ, mình mua đồ như thế này thì anh em cũng xem anh em, nhưng là có nhiều người là thích xem mua đồ hơn, mồi thì nó đúng phong cách đập đồ hơn. Vẫn tùy theo người là thích kiểu phong cách như thế nào thôi. Mùi này thì nó thật sự là dườm già quá dườm già, mình thấy nãy giờ là mình
xem thì mình có cái chán chán nữa. Như này thì cho vào phòng mẹ nó đi cho nó nhanh nhỉ. Mở đồ như thế này này, như thế này thì mình thấy cũng nhàm quá. Cứ mở đi mở lại, đập đi đập lại tách như thế này. Xem thì mình cũng mình là người nữ, cứ thích là đập thôi, thích là đập thôi. Em chui cả, chứ không có mồi hay là gì cả. Nhìn nó định phần đủ 16 sao ấy. Để lôi cái con tem 15 ra đây. Ôi giời, lên rồi anh em ạ. Ok thì lại tiếp tục thôi. Thì mình lại lồng cái video này vào tiếp với anh em xem này. Lần này thì lại chắc là phần cái quần này anh em ạ. Tiếp tục phần rồi. Thì anh em xem, anh em cứ xem đi. Xem thì anh em thấy hay thì anh em đăng ký kênh, like ủng hộ mình. Thì vừa rồi thì đã on hit cái giày 15 người anh em ạ. Bây giờ tiếp tục phần cái quần tiếp anh em ơi. Thì anh em làm nếu như xem mà cảm thấy mà không có ít kinh nghiệm nào ấy về cái mùa đồ này, mình thấy mùa đồ này không hiệu quả anh em ạ. Đấy, mình thấy là mùa đồ này nếu như em biết mùa thì anh em phang thì tỷ lệ lên nó cũng cao đấy, mình khẳng định với anh em luôn. Anh em chỉ cần tìm nhận được cái quy luật của nó thôi, anh em phang đồ thì gần như là cũng theo một cái cảm giác nữa. Anh em là một cái cảm giác phang đầu tốt ấy, thì thường là đồ nó dễ lên hơn. Chỉ rồi anh em ạ, một hit nhá. Cái quần này 2 hit. Ok, 3 hit lên anh em ạ. Cũng khá là ổn đấy. 3 hit lên là ngon rồi. Hai đồ 15 là tổng 3 đồ 15 này anh em ạ. Ok, lại tiếp tục stream mà phang đồ 15 cho anh em xem này. Thì lần này thì tiếp tục phang tiếp nhá. Anh em theo dõi video này. Bây giờ là cái áo 15 thì áo 15 thì như là video bị lỗi không quay được hay sao anh em ạ. Thì bây giờ là tiếp tục lên cái nối 15 anh em nhá. Đập đường 15 mình cảm thấy cái bây giờ nó dễ như thế này cả anh em ạ. Thực sự là xem thì anh em xem cũng phê thôi, bởi vì đập nó dễ dàng anh em vậy. Mình xem thì mình cũng cảm giác là đập dễ vậy cái đấy anh em ạ. Nếu anh em nào mà xem anh em mà học hay hiểu cái quy luật đập đồ ấy thì anh em đập đồ nó sẽ ổn hơn. Đấy, đập đồ nó sẽ dễ lên hơn. Chẳng hạn như là anh em xem video này anh em thấy thì thang đồ thì cũng có phải hit lên nè, mình thấy cũng đơn giản nè. Nãy giờ tính ra thì cũng được 3 đồ 15 rồi anh em ạ. Gần như là 2 đồ ăn hit, 1 đồ thì 3 hit anh em nhá. Đấy, hàng một bên full 15 dễ dàng, chưa bao giờ dễ đến thế. Tiếp tục là những cái phong cách với đồ cũ thôi. Đập lên 1 lên 2 rồi lại tách thôi anh em ạ. Bỏ đồ vào đập tiếp. Đấy, anh em xem thì anh em nếu như anh em nào mà hay đập đồ thì anh em có cảm giác mồi thì anh em mồi sẽ hay hơn. Có lẽ là bây giờ là bỏ đồ phá rồi anh em ạ. Lại lên thôi, bộ đồ phang thì lại lên thôi. Phong cách thì nó dễ thôi, ok.